Thầy giáo xin chào tất cả các em học sinh. Bài học này chúng ta sẽ đi vào tiết 25, gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là nhảy cao. Chúng ta sẽ ôn hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao lồng nghiêng và một số cái bài tập bổ trợ để chuẩn bị cho tiết 26. Chúng ta sẽ kiểm tra phần nhảy cao. Nội dung thứ hai đó là bóng chuyền. Chúng ta sẽ ôn hoàn thiện cái kỹ thuật truyền bóng, đệm bóng, phát bóng và tiếp tục tìm hiểu thêm một số cái điểm cơ bản trong luật bóng chuyền. Sau đây chúng ta sẽ đi cụ thể vào nội dung của bài học. Một La Mã, mục tiêu của bài học. Một nhỏ về kiến thức. Các em tiếp tục được củng cố và hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu lầm nghiêng. Các em tiếp tục được củng cố và hoàn thiện kỹ thuật cơ bản của bóng chuyền và hiểu một số cái điểm luật cơ bản của bóng chuyền. Về năng lực thì học sinh có thể thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy cao lầm nghiêng. Học sinh thực hiện cơ bản đúng về kỹ thuật truyền bóng, đệm bóng, phát bóng. Học sinh tích cực, chủ động, tự học, luyện tập tại nhà. Về phẩm chất, chăm chỉ, tự giác, rèn luyện, bài tập bổ trợ để nâng cao sức khỏe tại nhà. Trung thực, tự tin, vượt khó, hoàn thành bài tập tại nhà. Hai La Mã, nội dung của bài học. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào phần mở đầu. Thì sau đây xin mời các em cùng với giáo viên chúng ta sẽ tập bài khởi động 6 động tác và xoay các khớp cổ tay, khớp cổ chân. Sau đây thầy giáo sẽ hướng dẫn các em chúng ta đi vào phần khởi động với bài thể dục khởi động 6 động tác. Động tác thứ nhất, cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ hai, tay ngực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ ba, lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ tư, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ năm, lưng bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 6, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Sau đây chúng ta sẽ đi vào xoay các khớp cổ tay kết hợp cổ chân. Bắt đầu, chúng ta sẽ xoay khớp cổ tay kết hợp cổ chân trước. Đổi chân. Tiếp theo chúng ta sẽ xoay khớp khuỷu tay. Làm ngược lại. Tiếp theo khớp vai. Ngược lại. Tiếp theo chúng ta đến khớp hông. Tiếp theo khớp gối. Rồi, vậy là chúng ta đã khởi động xong. Nội dung thứ hai đó là chúng ta sẽ đi vào phần ôn lại kỹ thuật nhảy cao lầm nghiêng. Thì nội dung của chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ ôn hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao lầm nghiêng.
Thì sau đây thì xin mời các em sẽ xem giáo viên hướng dẫn chúng ta ôn luyện lại kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng. Nội dung thứ ba là chúng ta sẽ đi vào bóng chuyền. Thì ở nội dung này chúng ta sẽ đi vào thứ nhất đó là ôn lại kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt. Hướng dẫn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay. Từ tư thế chuẩn bị, người chuyền bóng đứng ở tư thế hai chân rộng bằng vai hoặc chân trước chân sau, trọng tâm cơ thể dồn đều giữa hai chân hoặc chủ yếu dồn vào chân trước, gối hơi khuỵu, thân trên thẳng, mặt hơi ngửa, mắt quan sát bóng, đồng thời hai tay đưa lên cao tạo hình tay phù hợp để đón bóng. Về động tác, khi bóng đến, tay tiếp xúc bóng ở phía sau và chân xuống bên dưới của bóng. Tầm tiếp xúc bóng ngang trán hoặc trên trán, cách trán khoảng 15-20 cm. Khi tay tiếp xúc bóng, lực chuyền bóng được phối hợp từ lực đạp của chân, lực vươn lên cao ra trước của thân người, lực đẩy của tay từ dưới lên cao ra trước. Kết thúc giai đoạn chuyền bóng, hai tay tiếp tục vươn theo bóng. B nhỏ, kỹ thuật đệm bóng. Thì sau đây xin mời các em chúng ta cùng xem giáo viên hướng dẫn chúng ta sẽ ôn lại nội dung thứ hai trong kỹ thuật bóng chuyền, đó là kỹ thuật đệm bóng. Sau đây là hướng dẫn kỹ thuật đệm bóng bằng hai tay. Về tư thế chuẩn bị, đứng chân trước, chân sau hoặc hai chân ngang nhau, trọng tâm cơ thể dồn đều trên hai chân hoặc hơi dồn lên chân trước. Hai tay co tự nhiên ở hai bên sườn, thân người hơi đổ về phía trước, mắt quan sát bóng. Về động tác, khi bóng đến, dùng hai tay đỡ và đưa bóng đi ở ngang bụng hoặc ngang ngực. Bóng tiếp xúc ở 1/3 cẳng tay phía gần cổ tay. Lực đánh bóng
là phối hợp của chân đạp đất, vươn người và lưng tay từ dưới lên trên ra trước. Khi bóng rời tay, hai chân tiếp tục vươn lên cao ra trước, tay vươn theo hướng bóng đi và dừng lại ở tầm ngang vai. Nội dung ôn tập thứ 3 trong phần bóng chuyền thì chúng ta sẽ đi vào ôn tập lại kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình. Xin mời các em chúng ta cùng xem giáo viên hướng dẫn chúng ta ôn tập. Kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình. Phát bóng thấp tay nghiêng mình là kỹ thuật phát bóng đơn giản, độ chính xác cao, dễ tập luyện. Sau đây sẽ phân tích kỹ thuật đối với người thuận tay phải. Tư thế chuẩn bị: người phát bóng đứng trong khu vực phát bóng ở tư thế hai chân rộng bằng vai hoặc hơn vai, vai hướng về phía lưới, tay trái cầm bóng, bàn tay ngửa, các ngón tay xòe rộng đỡ bên dưới của bóng ở tầm ngang hoặc cao hơn thắt lưng, tay hơi co ở khớp khuỷu, tung bóng, chuẩn bị tung bóng, trọng tâm cơ thể hạ thấp và dồn về chân phải, thân trên gập về phía trước một chút, tay trái hạ thấp tầm bóng để lấy đà tung bóng, điểm bóng được tung lên ngang thân bên trái theo phương thẳng đứng, cách thân người khoảng 30-35 cm. Bóng được tung với độ cao ngang mặt. Khi tung bóng, thân người bắt đầu vươn lên, tay phải tiếp tục mở sang bên phải và chếch ra sau. Đánh bóng. Khi bóng rơi đến tầm thích hợp, chân phải đạp đất, trọng tâm chuyển từ chân phải sang chân trái, tay phải chuyển động theo hướng từ phải sang trái, chếch lên trên, bàn tay phải chạm vào phía sau và dưới bóng. Quá trình đánh bóng, thân người xoay từ phải sang trái, hướng về phía lưới. Khi bóng rời tay, người xoay về phía lưới. Một số điểm luật cơ bản trong bóng chuyền. Thứ nhất, đó là trạng thái thi đấu. Bóng trong cuộc. Bóng trong cuộc tính từ lúc trọng tài thứ nhất thổi còi cho phép phát bóng, người phát đánh chạm bóng đi. Bóng ngoài cuộc, hay còn gọi là bóng chết. Bóng ngoài cuộc tính từ thời điểm một trong hai trọng tài thổi còi bắt lỗi, không tính phạm lỗi tiếp sau tiếng còi đã bắt lỗi của trọng tài. Bóng trong sân. Bóng trong sân là khi bóng chạm sân đấu, kể cả các đường biên. Bóng ngoài sân khi phần bóng chạm sân hoàn toàn ngoài các đường biên. Bóng chạm vật ngoài sân, chạm trần nhà hay người ngoài đội hình thi đấu trên sân. Bóng chạm anten, chạm dây buộc lưới, cột lưới hay phần lưới ngoài băng giới hạn. Toàn bộ quả bóng bay qua khoảng không dưới lưới. Về động tác chơi bóng, số lần chạm bóng của một đội. Một đội có quyền chạm bóng tối đa 3 lần, không kể chắn bóng, để đưa bóng sang sân của đối phương. Nếu thực hiện quá 3 lần chạm bóng, đội đó phạm lỗi. Một vận động viên không được chạm bóng 2 lần liên tiếp cùng chạm bóng. 2 hoặc 3 vận động viên
có thể chạm bóng trong cùng một thời điểm. Khi hai hoặc ba vận động viên cùng đội cùng chạm bóng thì tính hai hoặc ba lần chạm bóng trừ chắn bóng. Nếu hai hoặc ba vận động viên cùng đến gần bóng nhưng chỉ có một người chạm bóng thì tính một lần chạm. Nếu vận động viên có hai đội cùng chạm bóng trên lưới và bóng còn trong cuộc thì đội đỡ bóng được chạm tiếp 3 lần nữa. Nếu bóng ra ngoài sân bên nào thì bên kia phạm lỗi. Nếu vận động viên của hai đội cùng chạm giữ bóng trên lưới thì tính hai bên cùng phạm lỗi và đánh lại pha bóng đó. Về tính chất chạm bóng, bóng có thể chạm mọi phần của cơ thể. Bóng phải được đánh đi không dính, không lém vứt, không được giữ lại. Bóng có thể lảy ra theo bất kỳ hướng nào. Bóng có thể chạm nhiều phần thân thể nhưng phải liền cùng lúc. Lỗi đánh bóng 4 lần chạm bóng. Một đội chạm bóng 4 lần trước khi đưa bóng qua lưới. Giữ bóng hay gọi là dính bóng. Vận động viên đánh bóng không dứt khoát, bóng bị giữ lại hoặc lém vứt. Chạm bóng 2 lần. Một vận động viên đánh bóng 2 lần liền hoặc bóng chạm lần lượt nhiều phần khác nhau của cơ thể. Tiếp theo đó là phát bóng. Phát bóng là hành động đưa bóng vào cuộc của vận động viên bên phải hàng sau đứng trong khu phát bóng. Quả phát bóng đầu tiên của hiệp do bắt thăm của đội quyết định. Ở các hiệp khác, đội nào không được phát bóng đầu tiên ở hiệp trước thì được phát trước. Trật tự phát bóng. Các vận động viên phải phát bóng theo trật tự ghi trong phiếu báo vị trí. Sau quả phát bóng đầu tiên của một hiệp, phát bóng của vận động viên được quyết định như sau. Nếu đội phát bóng thắng pha bóng đó thì vận động viên đang phát bóng tiếp tục phát bóng. Nếu đội đỡ bóng thắng pha bóng đó thì đội đó giành quyền phát bóng và phải xoay vòng trước khi phát bóng. Vận động viên phải phát bóng đi trong vòng 8 giây sau tiếng còi của trọng tài. Về đập bóng tấn công. Trừ phát bóng và chắn bóng, mọi hành động trực tiếp đưa bóng sang sân của đối phương đều là đập bóng tấn công. Được phép bỏ nhỏ, đánh nhẹ khi bóng tấn công. Nếu đánh bóng gọn rõ, không dính bóng, không giữ hoặc lém vứt bóng. Hoàn thành đập bóng tấn công khi bóng đã hoàn toàn qua mặt phẳng đứng của lưới hoặc bóng chạm đối phương. Vận động viên hàng trước có thể đập bóng ở bất kỳ độ cao nào, nhưng phải chạm bóng trong phạm vi không gian sân của mình. Vận động viên hàng sau, tức là ở sau vạch tấn công, được đập bóng tấn công ở bất kỳ độ cao nào của khu tấn công, nhưng khi dậm nhảy, một và hai bàn chân của đấu thủ đó không được chạm hoặc vượt qua đường tấn công. Đập bóng xong, cầu thủ có thể rơi xuống khu tấn công. Vận động viên hàng sau cũng có
có thể đặt bóng ở khu tấn công nếu lúc chạm bóng không hoàn toàn cao hơn mép trên của lưới. Không vận động viên nào được phép đập tấn công quả phát bóng của đối phương khi bóng ở khu tấn công và hoàn toàn cao hơn mép trên của lưới. Lỗi đập bóng tấn công. Đập bóng ở không gian sân của đối phương. Đập bóng ra ngoài. Vận động viên hàng sau đập bóng ở khu trước, nhưng lúc đánh bóng, bóng hoàn toàn cao trên của lưới. Về chắn bóng, định nghĩa về chắn bóng. Chắn bóng là hành động của các vận động viên ở gần lưới chặn quả bóng từ sân của đối phương sang bằng cách giơ tay cao hơn mép trên của lưới. Chỉ các vận động viên hàng trên được phép chắn bóng. Định chắn bóng là hành động chắn bóng nhưng không chạm bóng. Hoàn thành chắn bóng. Chắn bóng hoàn thành khi bóng chạm tay người chắn. Thực hiện chắn bóng. Chắn bóng tập thể. Chắn bóng tập thể là hai hay ba vận động viên đứng gần nhau thực hiện chắn bóng, hoàn thành chắn bóng một trong các vận động viên đó chạm bóng. Chắn chạm bóng. Một hay nhiều vận động viên chắn có thể chạm bóng liên tiếp, nhanh và liên tục. Nhưng những lần chạm đó phải trong cùng một hành động. Chắn bóng bên không gian của sân đối phương. Khi chắn bóng, vận động viên có thể đưa bàn tay và cánh tay của mình qua trên lưới sang sân của đối phương, nhưng hành động đó không được cản trở đối phương đánh bóng, không được phép chạm bóng bên kia lưới trước khi đối phương thực hiện đập bóng tấn công. Chạm bóng trong chắn bóng không tính vào số lần chạm bóng của đội. Sau lần chạm bóng này, đội được tiếp tục chạm bóng 3 lần nữa để đưa bóng sang sân của đối phương. Sau khi chắn bóng, lần chạm bóng đầu tiên có thể do bất kỳ vận động viên nào, kể cả vận động viên đã chạm bóng khi chắn bóng. Cấm chắn quả phát bóng của đối phương. Lỗi chắn bóng. Vận động viên chắn bóng chạm bóng ở không gian đối phương trước hoặc cùng khi đối phương đập bóng. Vận động viên hàng sau hay là libero định chắn bóng hoặc tham gia hoàn thành chắn bóng. Chắn quả phát bóng của đối phương. Bóng chạm tay chắn ra ngoài. Về các yêu cầu thái độ. Các thành viên của đội phải nắm vững và tuân theo luật bóng chuyền chính thức. Các thành viên phải tuân theo quyết định của trọng tài với thái độ thể thao, không được cãi lại trọng tài nếu có thắc mắc, chỉ được yêu cầu giải thích thông qua đội trưởng trên sân. Các thành viên phải có thái độ tôn trọng, lịch sự theo tinh thần fair play, không chỉ với trọng tài mà cả với đội bạn, với đồng đội, với khán giả. Trên đây là một số cái điểm luật cơ bản của môn bóng chuyền. Ba La Mã, chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập thứ nhất, đó là
chúng ta sẽ luyện tập phần nhảy cao nằm nghiêng. Thì nội dung luyện tập của chúng ta sẽ là một số cái bài tập bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng. Xin mời các em chúng ta cùng xem giáo viên hướng dẫn chúng ta tập luyện. Nội dung luyện tập thứ hai là chúng ta sẽ đi vào luyện tập bóng chuyền. Thì sau đây sẽ là một số bài tập chúng ta có thể luyện tập. Bài tập thứ nhất đó là chúng ta sẽ tập chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt, có người phục vụ tung bóng cho chúng ta. Thì xem giáo viên hướng dẫn tập luyện như sau.
tập thứ hai là chúng ta sẽ luyện tập kỹ thuật tẩy bóng có thể phục vụ tung bóng của chúng ta. Xin mời các bạn xem. Bye.